Trưa 28 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và triển khai tăng cường một số biện pháp đến ngày 1 tháng 8. Thành phố đang chuyển dần chiến lược điều trị để hạn chế số ca tử vong, siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 trên toàn thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố có 76.026 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố được Bộ Y tế công bố. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, trong ngày 27 tháng 7 có thêm 4.353 bệnh nhân xuất viện. Tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 21.338. Hiện điều trị cho 39.114 bệnh nhân dương tính, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính. Trong đó có 744 bệnh nhân nặng đang thở máy và 13 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 815 bệnh nhân tử vong. Thành phố giám sát chặt 36 chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 gần đây, trong ngày không phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới. Kết quả xét nghiệm từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 27 tháng 7 đã lấy 2.513.749 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó, 2.429.484 mẫu có kết quả, 112.485 mẫu chờ kết quả, giám sát các trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà, triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát theo trọng tâm, trọng điểm. Thành phố đang cách ly kiểm dịch 44.699 người, trong đó 6.805 người đang cách ly tập trung, 37.894 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tổ chức thực hiện cách ly F1, F0 không triệu chứng, đủ điều kiện xuất viện tại nơi cư trú. Tổ chức thu cách ly tập trung cho các trường hợp F0 không triệu chứng tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.